Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Nếu anh em thấy hay cho một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Ok, con Gardevoir nó AFK rồi anh em ơi. Hình như mình thấy AFK rồi đấy. Cái việc căng nha. Không biết có di chuyển không đây. Ok, let's go anh em ơi. May quá nó vẫn di chuyển anh em ạ. Lấy mình thấy rõ ràng là thấy AFK rồi đấy. Mình thì mình cứ chạy qua rừng bạn thôi anh em ơi. Rừng đế. The hell me. Để xem có cái gì chơi không. Có cái gì chơi không. Một bùa này, con cơm này. Người chơi hệ ăn cướp anh em à. Người chơi hệ lâm tặc. Con Greninja đâu. Ở đây vừa mới nhắc luôn. Thế mà không kết được. Kẻ cũ thế. Ôi xời, rừng mình phế quái trưởng. Ra xếp bùa cho nó. Chù thế. Thề luôn á, chém không có chỗ để chạy luôn á. Phàm đã. Mấy rừng mình yếu quá. Ui, rừng mình gà quá trời anh em ơi. Từ đó farm đi. Chứ tầm này đánh nhau không ăn thua. Rồi quái trưởng chưa. Một đống thanh niên tập trung ở trên vậy chết hết. Quái tem mà tập trung ở trên chết hết rồi pin. Pin cái nồi vậy mới ba. Mi đánh thù con súp bọt luôn. Chịu. Ôi trời, rừng nhà người ta kìa. Nhanh nhanh. Rồi tầm này thì có đi chung mới ok được chứ đi lẻ toàn quá. Đây rồi. Đây rồi. Hấp lưu nó. Hấp lưu liền. Hấp lưu liền. Hấp lưu liền. Ok. Ui xùi, chém thế mà không chém được. Vừa mới có nhào đầu tới chưa kịp chém nữa anh em ạ. Phải mình chém được là ngon rồi. Vừa mới lao đầu chưa kịp chém nữa, cày thế. Nhưng mà thôi mình vẫn tiếp tục hành trình anh em ạ. Đi kiếm cầu và ném thôi. Không có cầu luôn nhờ. Ui. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh mình ơi. Mình là mình không có ý đâu, sao mình được mình.
Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Rồi nó chém mình luôn anh em ơi. Chém luôn, hay quá. Ok, đánh nhau nhiều anh em ơi. Đánh nhau nhiều thì chỉ có cầu thôi. Xin ít cầu nào. Cho xin ít cầu nào. Úi xời. Từ từ lui đi, có con Jackson kìa. Nó chém phải là đi ngay đấy ba ơi. Thôi mình đi ném cầu cho nó chắc. Người chơi hệ đẳng sẽ cấp là đây chứ đâu. Ý trời, nhà bạn cũng như nhà mình thôi. Còn bạn muốn rượt mình thì có cái nịt mà rượt nha. Mấy ơi, đâm thế men. Gray. À, chém thế mà để lướt được. Ui Jackson, thôi chạy 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 chạy. 36 kế chạy cũng là thượng sách anh em ơi. Không có cầu. Có cầu méo đâu mà ném. Có cầu méo đâu mà ném. Ui trời ơi. Từ đây thủ đi, thủ đây để mình ra mình ném cầu thôi chứ. Thằng bé rừng thì mình yếu quá. Này thì chạy. Rừng tim mình yếu như hạch đi. Này thì chạy. Ôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mém tí chết. Khó thế, không vào được. Này thì bét láo với chúng tôi. Mẹ, có cần thiết vậy không? Có, ui dồi ôi, thanh niên đang đánh nhau thì đi ném cầu. Còn con Green Ninja thì nó tốc biến đến nó chém mình luôn anh em à. Mình cũng chịu rồi. Có cần thiết vậy không? Có cần thiết vậy không? Thế nó mới cày cú chứ. Bó đi, thôi kệ đi, bó đi, bó đi, tìm ăn thua rồi, bó đi. Em đang thu cầu rồi. Này bố láo với chúng tôi là không được nha bạn. Ăn nhanh đi, thanh niên kia kêu lướt đâu. Mía vãi rừng thực sự anh em ạ. À. Thề rừng tim mình đúng ngáo luôn ấy. Nó có kêu lướt nó không lướt, nó cứ đứng vòng vòng bên tường làm gì á, đứng nó nhìn. Mém tí mất boss rồi. Ảo ma thế, rừng ngáo đá. Có kiểu lướt lướt qua tường không lướt qua đứng, nó cứ chạy vòng vòng nó đứng nó nhìn thôi. Thế mình cũng chịu rồi. Mình thì vào mình đi ném cầu lén thôi anh em ạ. Ok. Chào anh em nhé.